67 công dân Việt Nam đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ lấy lời khai sau vụ việc tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh ở nước này. Đại sứ quán Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp công dân cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán tại Sihanoukville như trên màn hình hoặc Tổng đài bảo hộ công dân cộng 84981848484. Trước đó, ngày 17 tháng 9, 60 người Việt Nam đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp Ba Vét Kanda, phường Ba Vét, thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng về phía cửa khẩu Ba Vét.